là chú đi luôn, chú đi bón gì? Chú chở em đi lên. À, chú chở Hồng lên học sinh em. Chú đứng xe đó. Chú cũng đứng đó. Chú xe này thay chữ tại lại là thấy xoáy rồi. À. Ấy là bốn người trong đó đứng đó thì biết ấy là mấy đứa đông bon đường đi mà tôi nghĩ đi tôi xe tao nó cho xe là còn cái đầu mà mượn đại sao được làm mấy đẩy được làm mấy luôn mình đẩy được không tới chợ đi của xe tao chạy xe tao đẩy gọi xe của người tao đi luôn không bon luôn đó là ngó nghe còn cái xe đẩy là bon đường đi làm kia chú bị lắc nửa người cháu luôn à. Lâu thì hè vạm rồi. Tây có nước con người đi chung này. Cái này đại là phát đại này. Đó là chiếc xe té nữa. Tại đứng đó là 5 người. 8 người là. Đấy là có một chiếc xe té nữa nữa. Đó là bên kia. Đó là bên kia đâu có bị. Không biết. Xe bên tới bên kia không bị. Bị không? Bị mới sợ người. Cho mua đáng mà đậu người ta. Không, không, không. Lại mới sợ chảo xe rồi đó. Hắn là hắn, không phải là hắn đẩy lai, mình đẩy xuống đây này. Ừ, sao tẻ nào đứng tay mà. Đứng tay nè tẻ. Qua đứng qua trực tiếp thấy sao tẻ phòng y. Bên này là bên này tưởng ông này. Chết cho phòng tâm rồi. Chú ta lét luôn á. Ôi đừng đẻ ơi được. Ý là về lùng qua lùng việc ăn mừng đi. Biết đâu cái chuyện, biết mà đi mà đường. Chú mới trả lại được, vẫn nhanh được. Qua biết là. Ta tiên. 3 phút nữa cả chết mất rồi. Ta chết mất rồi. Ta chả 5 phút rồi cả chết mất luôn rồi. Tôi trả lại nằm lại cái chồng xuống này nè. Đúng rồi đó. Nó chạy người còn có chuyện đề là 15 mấy cũng đẩy tầm 15 mấy mà tầm đấy. Đẩy cua này cái nước mưa cua sinh. Ok, đặc sinh đó. 40 năm thì cũng có đặc sinh đây. Còn bún với là mày gì cái này được kia con hết rồi. Ủa hả? Ân tranh phù hộ. Ông qua phù hộ. Ông có cái số. Ông thấy cái xe chúng đẩy đi mà thầy nó qua video mà. Cái xe chúng lặng đẩy y là từ cái đoạn mà chú đi là lặng đẩy chú y là dọn ve yeah, là ai tới cái xe tay qua này rồi á. Đi là quay video là con thấy cái thằng cu nó mở nhà là thấy. Thằng mà cái mấy đứa nó bờ chú đây nè. Không phải là hầu nó lửa cái là mấy cái lách chú rồi mấy đứa nó bờ chú đây. Trâu luôn á. Thôi bình tĩnh nè, có ai chở lên gì không? Đùa ông đây nè, cái thùng xe của ông là con thái lẳng bay. Chạy về từ đây lên tới cái xe cả. Sống ra xếp đồ chứ là có nhiều hết rồi. Thì mình thấy là còn em coi video là còn bo 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 bốn đứa này đây này cái video này còn